Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và kết nối cái máy in X-Printer 160ii này với cái phần mềm T-Boss Mobile để các bạn có thể in những cái hóa đơn nè, những cái đơn hàng nè, những cái livestream ở trên Facebook thông qua cái phần mềm T-Boss Mobile nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ và hướng dẫn các bạn cài đặt kết nối cái máy in này với cái wifi của ở nhà của các bạn nha. Thì cái phần mà kết nối cái máy in này với cái wifi ở nhà của các bạn á thì nó cần phải có cái máy tính hoặc là laptop các bạn mới làm được nha. Thì những bạn nào mà không có máy tính hoặc laptop á, thì trước khi mua hàng á các bạn liên hệ với mình đã cung cấp cho mình là tên wifi nè, path wifi nè, địa chỉ mạng nhà của các bạn nè để mình cài đặt trước cho các bạn. Các bạn về các bạn chỉ cần gắn điện vào các bạn xài thôi nha. Thì cái phần mà các bạn cung cấp cho mình á thì mình sẽ hướng dẫn ở đây luôn nha. Rồi, các bạn vào trong cái phần cài đặt này ha. Các bạn vào wifi. Rồi, cái tên wifi các bạn đang kết nối nè. Wifi ở nhà của các bạn á. Rồi, các bạn cung cấp cho mình là chụp cho mình một cái tấm là tên wifi nè. Không thôi các bạn vào chữ Y cũng được nè. Rồi, các bạn chụp cho mình cái tấm này. Đây, thấy được cái địa chỉ IP nè, mặt nạ mạng và bộ định tuyến nha các bạn. Rồi chụp cho mình một tấm này ha và cung cấp cho mình cái path wifi, chính xác là path wifi của cái tên wifi này nha, để mình cài đặt trước cho các bạn. Khi mà các bạn đem về nhà các bạn chỉ cần cắm điện vào các bạn xài thôi. Thì cái máy in này các bạn có thể in bill, in hóa đơn để gửi khách hàng, hoặc là các bạn có thể in những cái mã vận đơn của các sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Tiki hoặc là Sen Đỏ, hoặc là những cái đơn vị vận chuyển như là giao hàng nhanh nè, Viettel Post nè, giao hàng tiết kiệm nè. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái máy ra nha. Thì ở trong máy á, nó đi kèm á, là một cọng cáp USB nè để kết nối máy tính với cái máy in nè các bạn, và một cái máy nè, máy in X-Printer nè đây, và cọng cáp sạc, cáp để các bạn cắp nguồn đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn lấy máy ra nè, các bạn cắm nguồn vào nha. Rồi bây giờ thì để mở khay giấy ra các bạn, ở bên đây nó có cái cần gạt nè, các bạn bấm gạt xuống là nó sẽ mở khay giấy ra nha. Thì các bạn lấy một cái cuộn giấy ha, các bạn bỏ vào. Thì cái máy in này nó sử dụng giấy khổ K80 nha các bạn. Đó, các bạn để cùng chiều như thế này ha. Rồi các bạn đóng lại. Còn cái cọng cáp USB á thì cái đầu dẹp nè, các bạn gắn vô trong cái máy tính của các bạn ha. Hoặc là laptop á, còn cái đầu vuông vuông tròn tròn này nè, các bạn gắm vô cái main. Đây các bạn gắm như vậy ha. Rồi thì mình có cái cọng dây mình đã gắm sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cọng dây này mình gắn luôn. Đó, thì để kết nối wifi thì các bạn buộc phải kết nối với cái máy tính thì các bạn mới cài đặt cái wifi cho cái máy in này nó kết nối với wifi được nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua bên cái máy tính để mình hướng dẫn các bạn cài đặt cái máy in này nha. Ok, thì bây giờ các bạn xuống dưới phần mô tả, các bạn tải cái phần mềm này về nha. Mình để cái đường link ở bên dưới phần mô tả. Sau khi tải về các bạn được file nén như thế này ha. Các bạn clip phải vào nè, các bạn chọn Exact Here để các bạn giải nén ra nha. Rồi các bạn clip vào. Rồi bây giờ các bạn chạy cái file này lên nè, Green Test nè, các bạn mở cái file này lên ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ bấm Green để các bạn in thử coi cái máy in của các bạn nó đã kết nối thành công với máy tính chưa nha. Nó thành công á thì nó sẽ in một miếng giấy ra. Này các bạn để ý nè. Đó. Đó. Rồi nó báo đây là Send Data Success nè các bạn. Đó, USB thành công nè. Rồi bây giờ mình sẽ vào Advanced ha. Mình vào Set Net nè. Rồi ở đây á các bạn lưu ý giúp mình nè. Cái Wi-Fi á, các bạn vào trong cái điện thoại các bạn xem cái Wi-Fi của mình. Cái Wi-Fi mình đang sử dụng nè. Muốn in được á là điện thoại mình kết nối Wi-Fi, máy in kết nối Wi-Fi, hai cái sử dụng một Wi-Fi mới có thể in được nha các bạn. Rồi các bạn vào cái Wi-Fi ở mình, ví dụ ở đây là mình cái cho như Trần nè. Rồi mình vào chữ Y nè, mình sẽ thấy được cái địa chỉ IP nè các bạn. Cái subnet nè và cái default gateway nè. Ở trên này là các bạn thấy không?
IP nè, IP address nè, network nè, default gateway nè, nó tương ứng ở trên cái phần mềm của chúng ta nha. Thì bây giờ chúng ta xem ở đây nha. Thì cái địa chỉ IP nè, 192.168.1 nè các bạn. Từ cái khúc .1 nè, trở về trước, các bạn điền y chang nha. Đó, mình ví dụ đây 192.168 nè, giống nè. Ở đây 123 mình đổi là số 1 ha. Thì ở chỗ số 1 này á, tùy theo cái mạng nha các bạn có mạng là .0, .1, .2, .3. Bắt buộc các bạn phải xem để các bạn mới biết được nha. Rồi, ok, thì bây giờ ở đằng sau này á, thì các bạn sửa lại giúp mình là 250 hoặc là 252, 251, 249. Thì thường những cái địa chỉ IP này á, nó rất ít có cái thiết bị sử dụng, tại vì nó nằm gần cuối rồi. Đó, rồi còn ở dưới đây các bạn, dưới đây là cái default gateway nè, cái network này các bạn giữ nguyên nha. Các bạn cũng xem ở đây luôn nè các bạn, mặt nạ mạng nè, 255, 255, 255. Các bạn đánh y chang luôn, hai dòng cuối các bạn giống đánh y chang luôn nha. Đây, .1, các bạn đánh y chang luôn. Rồi, bây giờ các bạn xuống dưới phần Wi-Fi Router nè. Chỗ Wi-Fi Router này, SSID á, là cái tên Wi-Fi nha các bạn. Đây, cái tên Wi-Fi nè, các bạn vui lòng đánh cho nó chính xác luôn nha các bạn, dứt hoa, dứt thường khoảng cách luôn nha. Rồi, ok, của mình đây là Johnny Trần nè. Rồi, xuống đây á, là Wi-Fi cây nè. Rồi, các bạn nhập cái mật khẩu vào. Các bạn nhập chính xác nha. Rồi, ở cái mã hóa nè. Rồi, ở cái mã hóa này á, thì các bạn chọn ở để nguyên cũng được. Nếu mà các bạn để nguyên á, nó cấu hình xong nó không chạy á, các bạn có thể chọn xuống cái chỗ BA2 nè, Keep AS nè, BS gì nè. Đó, cái chỗ này nè các bạn, đấy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ bấm Setting On nè, nó sẽ cấu hình cho cái máy in nha. Các bạn để ý nó sẽ tiếp nè. Đó. Các bạn chờ xíu, nó sẽ cấu hình xong một xíu. Đó, đèn đỏ nó tắt là nó cấu hình xong nha. Chờ thêm xíu nữa, sau đó mình sẽ tắt cái máy in và mình mở lên lại nha. Để mình hướng dẫn các bạn bấm in test luôn nha. Ra cái tờ in test nó sẽ có tất cả các thông tin mà nãy giờ các bạn cấu hình. Ok, bây giờ bên hông là các bạn, nó sẽ có một cái bên hông nè. Bây giờ mình rút cái cáp USB ra đi. Rồi, bên hông là có nút tắt nè, các bạn bấm tắt đi. Rồi, các bạn bấm giữ nút fit nè, bấm và giữ nha. Rồi, mở nguồn lên. Cái đèn đỏ đây nó chớp, cái nó tắt, cái bạn buông ra. Rồi, buông ra. Cái máy này thì nó tự động cắt giấy luôn nha các bạn. Đây. Cái thông tin mình cấu hình nè, địa chỉ IP nè, 192.168.1.250. Cái địa chỉ này các bạn sẽ nhập vô trong cái phần mềm để các bạn in nha. Đây, network gateway và cái tên Wi-Fi nè, và cái password Wi-Fi nó sẽ giấu nè. Rồi, bây giờ các bạn mở cái phần mềm Tbot lên nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái máy in này với cái phần mềm nha. Rồi, ở cái dấu ba gạch ở trên góc nè, các bạn bấm vào. Rồi, bấm chọn cài đặt nè, cài đặt luôn. Rồi, danh sách máy in nè. Bây giờ các bạn chọn cái dấu cộng ở trên góc này nha. Rồi, các bạn chọn loại máy in. Rồi, các bạn chọn máy in build. Rồi, ở đây á, nó sẽ tìm ra là cái máy in trong cái lớp mạng của mình là 192.168.1.20 nè, mình check vào luôn nha các bạn, mình khỏi cần đánh. Thì nếu mà bạn nào không biết á, khi mà các bạn mua máy về á, các bạn nhờ mình cấu hình sẵn rồi á, thì trong máy á, mình sẽ để cái tờ giấy in test này nè. Đó, các bạn mở cái tờ giấy in test này lên các bạn xem. Đây, cái chỗ này là Wi-Fi IP nè, các bạn xem nè, Wi-Fi IP nè. Là cái địa chỉ bên đây là 192.168.1.250 nè. Đó, các bạn thấy không? Không á, thì các bạn chỉ cần mở lên á, là nó sẽ tìm trong cái mạng của mình á, cái địa chỉ IP này nó hiện đây luôn. Các bạn bấm vô dấu check, các bạn check vào là nó sẽ ra được cái cấu hình luôn. Các bạn không cần phải nhập gì hết. Rồi, sau đó các bạn bấm lưu luôn, lưu và đóng luôn. Đó, vậy đó, các bạn không cần phải làm gì hết á. Đây, các bạn thoát ra, các bạn vào lại nè. Các bạn thấy nó sẽ ra một cái máy in nè, thấy không? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta in thử nha. Ok các bạn, thì những bạn nào mà
Ở lần trước á, các bạn đã cấu hình cái máy in khác rồi á, thì bây giờ các bạn vào trong chỗ này là như mình á, thì hồi nãy mình có cấu hình cái máy in khác rồi, bây giờ mình cấu hình thêm máy in này á, thì mình vào trong cái dấu ba chấm nè các bạn, chỗ cài đặt nè, các bạn phải set lại cái máy in 250 nè, ở đây nó máy in nó 252 nè, rồi mình chọn 250 nè các bạn, rồi ok, hoàn thành, rồi ra in lại. Nè các bạn thấy không? Nó chỉ là chọn không đúng máy in thôi các bạn. Đó, kết nối máy in thành công rồi nha các bạn. Ok, thì những bạn nào mà muốn mua máy in á, thì mình để cái đường link ở bên dưới phần miêu tả nha. Các bạn xuống phần miêu tả, các bạn lấy cái đường link, các bạn click vào Shopee hoặc là Lazada á. Các bạn mua hàng thì sẽ được ship tới tận nhà luôn nha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để là một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn các bạn.